L4X là mẫu đèn trợ sáng đang là cái tên rất là hot trên thị trường hiện nay, bởi vì cái độ sáng nó rất là tốt. Cái đèn nó cũng nhỏ gọn, hợp lý để dễ lắp ráp và nhìn nó cũng rất là thẩm mỹ. Và hôm nay mình đã gắn nó hai cái đèn lên đây. Có hai đèn trợ sáng L4X nằm đây. Mình dùng hai cái đèn này để test thử cái độ sáng của nó thực tế trên đường đi. Nó sẽ như thế nào? Nó có thực sự là đạt được cái hiệu quả chiếu sáng như mong đợi của các bạn hay không? Có thực sự xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra hay không? Với giá tiền rất là mắc hiện nay, đó là đèn L4X này đang có giá là 1.800.000 cho phiên bản dùng chip LED XPL GOMS và 1.700.000 cho loại chip LED XML2 sáng tỏa. Ở đây mình sẽ sử dụng lại ánh sáng chiếu GOMS để mục đích là tăng cái cường độ chiếu xa cho nó. Tổng cộng là trên xe của mình đang có hai con XPL L4X XPL. Mình chỉ đấu dây tạm bợ để thử xe thôi chứ chưa có thực sự gắn. Đây biểu tượng của nó là 4X. Bây giờ mình sẽ bắt đầu